Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Redmi 9A và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Đây có thể coi là một trong những chiếc điện thoại giá cực kỳ rẻ của Xiaomi khi mà giá niêm yết của nó là 1.990.000 đồng. Tuy nhiên, khi các bạn mua hàng qua Xiaonet, các bạn gọi điện trực tiếp đến cửa hàng, các bạn nói là em không muốn nhận quà thì giá cuối cùng em nhận được sẽ là bao nhiêu, thì giá cuối cùng nó sẽ loanh quanh tầm khoảng 1,8 triệu đồng. Vậy thì với 1,8 triệu đồng Redmi 9A có điểm gì đặc biệt? Mình sẽ nói chi tiết cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Thứ nhất là mình điểm qua những cái điểm nổi bật nhất của Redmi 9A đi. Đây là một sản phẩm có viên pin lên tới là 5000 mAh, có một mặt lưng ở phía sau, các bạn nhìn này, màu xanh rất là đẹp và ít để lại mồ hôi dấu vân tay. Đây là mặt lưng nhám sần, và nó chạy con chip tương đối là mới của MediaTek, đó là con chip Helio G25. Đấy, con chip này chúng ta nghe hơi xa lạ đúng không nào? Và trong cái lúc này thì mình cũng đang test cái điểm số AnTuTu để xem là với con chip Helio G25 thì sản phẩm này nó sẽ có cái điểm gì đặc biệt. Nói còn một chút về con chip Helio G25 này nhá, thì nó sẽ được sản xuất ở trên tiến trình 12 nanomet. Đấy, nó sẽ là con chip 8 nhân với xung nhịp tối đa là 2.0 GHz, sử dụng tiến trình Cortex A53, và nó sẽ có GPU đó là PowerVR GE8320, nghe cũng rất là lạ đúng không nào? Rồi, trong lúc chờ đợi chấm điểm AnTuTu thì mình sẽ bỏ sản phẩm qua bên nhé. Lát nữa thôi chúng ta sẽ nói chi tiết về nó. Đấy, còn với mức giá là khoảng 1.800.000 là các bạn đã có thể mua được phiên bản RAM 2, bộ nhớ trong là 32. Rất may mắn khi sản phẩm này không phải là bộ nhớ trong 16, chứ bộ nhớ trong 16 thì thực sự thời điểm hiện tại sẽ là rất là tù túng. Vậy là bên trong hộp nó sẽ bị cắt giảm đi những cái gì nào? Đầu tiên là bên trong hộp này chúng ta sẽ không có ốp lưng, có que chọc sim ở đây này, nhưng mà không có ốp lưng. Chúng ta sẽ có những cái tập sách hướng dẫn sử dụng ở đây thôi. Đấy. Và bên trong này nữa chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn micro USB. Đấy, micro USB nếu mà so sánh sang với những sản phẩm của Vsmart, ví dụ như là Star 4 chẳng hạn, hay là Joy 3, thì là hai sản phẩm của Vsmart là đều có USB Type-C hết rồi. Con này chỉ là micro thôi. Lại là một điểm trừ nữa. Và sạc của nó thì lại chỉ là sạc 10W mà thôi, sạc 5V 2A. Thực ra là sạc 5V 2A nếu mà cho những cái viên pin tầm khoảng 3.500 đổ xuống thì ok, không vấn đề gì cả. Nhưng hãy chú ý rằng Redmi 9A là một sản phẩm có viên pin rất trâu, lên tới là 5.000 mAh. Thì đây lại là cái điểm mà mình chê rồi. Cũng giống như ở trên Star 4 cũng vậy thôi, nó cũng sử dụng sạc 5V 2A nên là Star 4 mình cũng chê ở cái sạc. Đấy. Nếu mà ngày xưa ấy Vsmart mà họ không ra mắt con Joy 3 mà nó có sạc nhanh ấy, thì thôi ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà chính vì cái con Joy 3 nó đã ra mắt ra rồi nên là bây giờ mà ở trong cái tầm giá này mà không lựa chọn được sạc nhanh ấy, thì nhiều người người ta cũng chê. Nhưng mà bản thân vấn đề mình thấy là cái tầm giá này thì cơ bản nó cũng không thể đòi hỏi hơn được nữa. Các bạn thấy đấy, với con chip Helio G25, mình nói thật với các bạn luôn là mình đã chấm AnTuTu trước khi mình quay video này rất lâu rồi. Tuy nhiên mãi mà nó vẫn chưa chấm xong. Thế chúng ta sẽ thử review qua một chút về ngoại hình của dòng này để xem là xong lúc review về ngoại hình thì nó có chấm xong hay không nhá. Kế là các bạn có thể thấy là cái mặt lưng ở phía sau này nó là mặt lưng nhám và theo kiểu là dạng nhám sần, nên là nó sẽ để lại ít mồ hôi và dấu vân tay hơn. Phần này thì nó là nhám sần này, các bạn nghe thấy rõ tiếng không? Phần này cũng vậy này, nhưng phần này thì nó là cái phần nhám mà nó không sần. Đấy, nó có dòng chữ Redmi và một số các ký tự ở đây. Phía trên này chúng ta sẽ tưởng tượng là đây sẽ là một cụm camera kép, nhưng không phải, sau này chỉ có một camera đơn thôi. Camera đơn của nó là 13 MP. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái đèn flash ở đây. Như vậy là về độ đa dụng thì so sánh sang với Star 4 hay Joy 3 thì không thể đa dụng được bằng. Cái chất lượng như nào thì lát nữa thôi thì chúng ta mới có thể chấm điểm được. Và nó cũng sẽ không có cảm biến vân tay, các bạn thấy không? Và chúng ta sẽ phải sử dụng cái nhận diện khuôn mặt 2D ở phía sau. Rồi, quay trở về với mặt trước, nó vẫn chưa chấm xong điểm cho AnTuTu. Đấy, nhưng thôi chúng ta sẽ cứ review qua một tí đi. Ok, ở phía trước này thì chúng ta sẽ có một cái giải loa thoại này, một cái camera selfie có độ phân giải là 5 MP. Đấy, và điểm số AnTuTu sẽ là 81.000 điểm, chỉ đánh bại có 1%, đánh bại 1% các sản phẩm còn lại. Trời ơi, nghĩa thua thì 9% à, vui phết nhỉ. Điểm GPU rất thấp, rơi vào khoảng 5.600 và điểm CPU rơi khoảng 36.000 điểm. Nhưng thôi, cứ bỏ qua một chút đi nhỉ. Chúng ta sẽ đi đến những cái khác là sao. Phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay để chứa 2 SIM và một thẻ nhớ. Lần này thì hào phóng rồi. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Phía dưới này chúng ta sẽ gồm một cái cổng sạc chuẩn micro USB thôi, một điểm trừ. Chúng ta sẽ có thêm loa ngoài, kèm theo đó là mic thoại. Phía trên này chúng ta vẫn giữ được jack cắm tai nghe 3.5mm. Để mình xem nào, à cũng không có miếng dán màn hình ở bên ngoài luôn nhé các bạn nhé. Các bạn có thể để ý đó là cái phần viền màn hình này nó làm cao hơn so với cái phần khung này, nên là khi chúng ta vuốt vào nó sẽ xảy ra hiện tượng bị cấn tay, nó làm cao hơn khá nhiều. Tuy nhiên là sản phẩm giá rẻ nào cũng vậy thôi, thì mình không trách cái sản phẩm này ở cái điểm đó. Chúng ta nhìn mặt trước chúng ta sẽ thấy đó là phần viền trên, viền hai bên là làm mức độ bình thường, phần viền dưới làm vẫn tương đối dày.
Và màn hình của chiếc điện thoại này là tấm nền IPS. Rất may mắn khi nó không trang bị tấm nền TFT. Thì đối với cả màn hình IPS các bạn có thể nhìn thấy luôn là sản phẩm này màn hình tương đối là trong trẻo đấy, và góc nhìn là khá tốt. Chứ khi chúng ta nghiêng đi như này nó không bị sai lệch màu giống như ở trên màn hình TFT. Mật độ đồ ảnh sẽ rơi vào khoảng 269 ppi. Và với một cái mật độ đẹp ảnh như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy ra điểm rỗ tương đối rõ ràng ở trên chiếc điện thoại này rồi. Nhưng mà cơ bản ở trong tầm giá này thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi được là nó là phải là Full HD được. Có một điểm cũng khá là thú vị ở trên cái Redmi 9A này, đó là cái tỷ lệ màn hình của nó là 20:9, tương đối là dài đấy nhá. Các bạn cầm vào sẽ cảm thấy nó tương đối thuôn dài vì phần cạnh dưới nó cũng tương đối dày nữa. Đấy, nghĩa là 1600 nhân với cả 720 pixel. Đấy, chiếc điện thoại này thì chúng ta cũng đây có Google Assistant ở bên ngoài này luôn này. Đấy. Thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Cần nữa không? Bật to lên tí. Mở YouTube. Đang mở YouTube. Đấy. Nhanh không? Rồi, rồi. Lại nhá. Thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Dự báo nhiệt độ cao ở Nhân Chính ngày hôm nay là 37 độ, nhiệt độ thấp nhất là 29 độ. Rồi. Đấy, vậy là màn hình thì cũng đã xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệu năng thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi đấy. RAM 2, bộ nhớ trong là 32 và chip Helio G25. Trong cái quá trình mà mình lướt chạm ở trên màn hình này thì chưa thấy vấn đề gì cả. Thế tuy nhiên là không biết là chơi game nó sẽ như thế nào thì admin Kha sẽ có một cái bài đánh giá cho bạn sau. Thế tuy nhiên là nếu mà dựa vào điểm cho Anatu chỉ mang tính chất tham khảo nhé, tham khảo thôi nhưng không tin tưởng được đâu nhé, thì nó kém hơn nhiều so với cả những cái con chip khác ở trong cùng cái tầm giá này. Được cái là viên pin là 5000 mAh thì là viên pin trâu rồi. Mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về cái đây, trong phần cài đặt của máy để xem thật là những thông tin về cái chiếc máy này nó sẽ như thế nào nhé. Rất may mắn này, hiện tại là nó đã có MIUI 12 được cài sẵn luôn này. Các bạn thấy không? Rồi, có MIUI cài sẵn 12 rồi. Đấy, và chắc chắn là chúng ta sẽ có Android 10 rồi. Đây, phiên bản là phiên bản Android 10 luôn này. Đấy, Android 10 nhá, đều là những cái phiên bản mới nhất rồi. Bộ nhớ bây giờ nó đang chiếm dụng khoảng 13,9GB trên 32GB, coi như là chiếm dụng 14GB đi. Đấy, nói chung là vẫn tương đối đủ dùng cho một cái chiếc điện thoại như thế này. Và tất nhiên đối với một sản phẩm hàng chính hãng thì chúng ta cũng sẽ được bảo hành 18 tháng này, có sẵn tiếng Việt ở đây. Đấy, và chúng ta cũng sẽ có luôn CF Play ở đây luôn này. Đấy, được chưa? Rất thoải mái luôn đúng không nào? Rồi, thế còn về phần bảo mật thì sao? Bảo mật thì chúng ta sẽ chỉ có thể bảo mật bằng khuôn mặt được thôi. Đấy, chúng ta sẽ bảo mật bằng khuôn mặt, chứ không thể nào mà có cảm biến vân tay được, hơi đáng tiếc cái điều này. Đấy, mình sẽ thử xem nhé. Đúng là cái này cái gì nó cũng lâu các bạn ạ. Cái gì nó cũng làm cũng lâu. Bởi vì con chip nó yếu mà. Đấy, rồi mình sẽ thử xem. Đấy, các bạn thấy không? Hơi lâu, hơi lâu. Đấy. Rồi, mở lại nào. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về camera xem như thế nào nhé. Nó chỉ có một camera sau cũng như là một camera trước thôi đấy. Khởi động camera lên nó cũng sẽ hơi lâu. Đấy. Rồi, ok. Ok. Nào, camera trước đây. Camera trước được đấy. Nếu mà xét ở trên tham chiếu, đây là một chiếc điện thoại có camera trước 50 MP thì như thế này là mình thấy ổn. Không biết là các bạn thấy đây ở trên hình này thì các bạn có thể nhìn thấy nó. Đây, mình phải đứng lên như thế này thì các bạn nhìn nó rõ hơn. Đấy. Chứ nãy mình để nghiêng như này thì các bạn sẽ nhìn thấy tối này, nhưng để đây các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Rồi, thế còn camera sau thì sao? Camera sau đây. Camera sau thì đây nó chỉ có mỗi một cái để chụp ảnh này thôi, màu sắc thì hơi nhạt. Cân bằng trắng thì ở mức độ bình thường. Đấy. Để xem ra còn những gì nữa không nào. Thêm ở đây cũng không có gì nhiều lắm đâu. Được cái là có cái chế độ chuyên nghiệp này, chúng ta có thể điều chỉnh được cân bằng trắng, điều chỉnh được lấy nét bằng tay, điều chỉnh được phơi sáng lên tận 32 giây này, ISO cái thứ này. Đấy thì cũng giống như bao nhiêu điện thoại khác thôi. Thử chụp ảnh Ronaldo một phát xem nào. Đây Ronaldo đây, chụp ảnh nhá. Kính con. Đấy, ảnh đây. Rồi, chân dung xem có nhận được ra Ronaldo nhá. Nhận được ra Ronaldo không? Sau mình sẽ cho các bạn xem qua một chút. Rồi, đấy. Lát nữa thôi thì bạn dựng video sẽ cho các bạn xem qua một chút bức ảnh khi mà copy vào máy xem sẽ như nào. Đây là selfie đấy nhá. Đây selfie với camera trước này này. Nhìn trông cũng được bởi vì độ phân giải nó thấp mà. Nhưng mà chụp thế này cũng được rồi. Đây là xóa phông bằng selfie này. Nhưng các bạn có thể để ý đó là cái... đây, ví dụ selfie này thì mình thấy là
thôi cũng ở mức độ chấp nhận được, không đến nỗi tệ đâu. Nhưng mà ví dụ như chụp ảnh như này thì màu sắc nó rất là nhạt. Đấy. Nó hơi nhạt. Đây, đặc biệt là cái bức ảnh này các bạn thấy không? Đấy, mặt của Ronaldo nhạt tách luôn này. Đấy, trong cái đó này, bên ngoài đời thật thì nó đậm như này cơ mà. Đấy, bên trong này nó nhạt và nó tối. Trong camera này thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi hơn được. Vậy là tổng quan lại thì cái chiếc Redmi 9A này thì mình chỉ đánh giá là nó có một số những điểm nổi bật như sau. Thứ nhất đó là cái thiết kế của nó. Ok, nổi bật, sạch sẽ, màu xanh đẹp, cầm lên bám tay. Thứ hai nữa đó là viên pin của nó rất là trâu, 5000 mAh. Và thứ ba nữa đó là nó là thương hiệu của Xiaomi, có MIUI 12 rất mới và có thêm cả Android 10 nữa. Còn lại thì các yếu tố khác của nó thua thiệt hơn nhiều so với các thiết bị của Vsmart. Ví dụ như là không có sạc nhanh này, cổng sạc chỉ là micro USB thôi này, nó sẽ chỉ có một camera chính thôi này, đấy chứ không phải là ba camera đa dụng. Và hiệu năng của nó thì cũng ở mức độ rất bình thường, chứ nếu không muốn nói là tương đối yếu. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn các bạn thì các bạn có bỏ tiền ra khoảng 1.8 triệu để mua Redmi 9A hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Tất cả những cái thông tin về chiếc điện thoại này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Xiaomi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.